Vừa ăn no mà vừa thưởng thức vẻ đẹp của nghệ thuật. Ông là chuyên gia về vẽ cái này. Khéo hết mọi thứ. Về ẩm thực, về hội họa, thì chú cho được nhiều ơn. Em là đây trốn nóng à. Kia nóng quá chịu nổi. Anh chồng đi qua đây hơi bị nhiều nha. Anh thường đi chọn cái món này là không phải lúc nào cũng nấu đâu. Là pha, con uống cái gì thì con pha đó. Cảm ơn mẹ. Ê tê, hôn hai lần luôn. À trời, Lucy ăn gì nè? Lucy ăn cái gì nè? Giỏi. Nhìn. Hi.